Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, vì sao đại dịch virus Vũ Hán đang bùng phát ở Đà Nẵng cũng như ở Việt Nam trong tháng 7 năm 2020? Ông KLM Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu khởi tố các trường hợp nhập cảnh trái phép Ông Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc hôm 2 tháng 8 yêu cầu Bộ Công an, Bộ Y tế và các địa phương tăng cường quản lý chặt chẽ khu vực biên giới và có biện pháp mạnh đối với tình trạng đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Yêu cầu khởi tố tất cả các trường hợp nhập cảnh và lưu trú trái phép, đặc biệt với các trường hợp và các đường dây tổ chức đưa người nước ngoài vào Việt Nam. Vietnamnet dẫn lời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói trong cuộc họp chỉ đạo của người đứng đầu nhà nước Việt Nam được đưa ra trong bối cảnh Việt Nam đang cấp tập đối phó với làn sóng thứ hai lây nhiễm đại dịch virus Vũ Hán. Với số lượng người nhiễm bệnh tăng nhanh từng ngày sau hơn 3 tháng không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tính đến tối ngày 3 tháng 8, Việt Nam ghi nhận 642 ca nhiễm bệnh, 6 ca tử vong và nhiều trường hợp đang trong tình trạng nguy kịch, tiền lượng có thể tử vong rất nhiều. Hiện thành phố Đà Nẵng tâm dịch hiện nay của Việt Nam đã áp dụng lệnh phong tỏa dừng mọi hoạt động du lịch và vận chuyển ra khỏi thành phố sau khi ca nhiễm đầu tiên được phát hiện tại đây vào ngày 25 tháng 7 năm 2020, dẫn đến hàng trăm trường hợp lây nhiễm khác trong thành phố và trên 7 tỉnh và thành phố của Việt Nam. Bộ Công an Việt Nam cho biết chỉ riêng trong tháng 7, Công an Biên phòng đã phát hiện 117 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, khởi tố 5 vụ về hành vi tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép. Thiếu tướng Tô Ân Sô tránh văn phòng Bộ Công an cho biết một số người Trung Quốc khai họ vào Việt Nam để tìm việc và đi du lịch. Một số khác thì đi qua đường Việt Nam để sang Campuchia chơi bại. Trong năm vụ án bị khởi tố có 19 bị can người Việt và một bị can người Trung Quốc. Ngày 25 tháng 7, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố bắt tạm giam 6 thanh niên vì đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với giá 4.000 dân dân tệ trên người khoảng 13 triệu Việt Nam đồng. Trước đó, giới hữu trách phát hiện 73 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng, Quảng Nam bằng đường Tiểu Ngạch. Trong khi đó, một đại diện của Bộ Quốc phòng Thiếu tướng Lê Văn Phúc Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam hôm 31 tháng 7 cho hay lực lượng này đã ngăn chặn 16.000 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam kể từ đầu năm đến nay. Sau khi Đà Nẵng phát hiện ca nhiễm mới, Việt Nam đã thành top 10 đoàn công tác, trong đó có 8 đoàn kiểm tra, kiểm soát biên giới trên hai tuyến phía Bắc và phía Tây Nam. VN Express dẫn lời Thiếu tướng Lê Đức Thái phụ trách Tư lệnh Biên phòng cho biết thêm. Thưa quý vị và các bạn, trong khi đại dịch đang căng thẳng và Hà Nội thì tuyên bố đã bị hết kit test. Ngày 3 tháng 8, trong phiên họp chỉ đạo phòng chống đại dịch tại Hà Nội, Nguyễn Đức Trung cho biết là đã hết test kit nhanh và kêu gọi người dân bình tĩnh tự cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà. Câu hỏi được đặt ra là Việt Nam tuyên truyền khả năng sản xuất bộ xét nghiệm xuất khẩu ra nước ngoài và quốc tế đã đặt mua rất là nhiều hàng vậy tại sao khi dịch vừa mới tái phát ít ngày gần đây thì lại thiếu bộ test kit để xét nghiệm nhanh và hồi tháng 3 khi cả hệ thống tuyên truyền đồng loạt tập trung nổ rằng bộ test kit xét nghiệm tại công ty cổ phần công nghệ Việt Á cho ra độ chính xác 100% và sản xuất từ 15.000 đến 20.000 bộ mỗi ngày 20 quốc gia đang đàm phán mua bộ sinh phẩm của Việt Á. Còn thành phố Hà Nội cũng đặt 200.000 test để sử dụng cho nhu cầu của thủ đô Hà Nội và xuất khẩu tặng Italia, một trong những ổ dịch lớn nhất của châu Âu. Sau đó Bộ Y tế thông báo đã nhập 200.000 test xét nghiệm nhanh từ Hàn Quốc. Đến đầu tháng 8 khi dịch bùng phát, bác sĩ Đồng Phú Khiêm Phó trưởng khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết người dân cần hiểu đúng về kết quả của xét nghiệm test nhanh. Phải đợt Vũ Hán để tránh gây hậu quả nghiêm trọng. Giá trị của xét nghiệm test nhanh tìm kháng thể dương tính chỉ thể hiện rằng người đó đã từng bị nhiễm SARS-CoV-2 trong quá khứ chứ không thể khẳng định người đó đang bị bệnh, có khả năng lây bệnh hay không. Bên cạnh đó, kết quả xét nghiệm test nhanh tìm kháng thể là âm tính, không có nghĩa là người đó không bị nhiễm virus và không lây cho người khác. Cuối cùng, Nguyễn Đức Trung thông báo Hà Nội đã hết kit test nhanh nên một số quận huyện vẫn còn các công dân trở về từ Đà Nẵng chưa được xét nghiệm. Người dân cứ yên tâm bình tĩnh thực hiện cách tự cách ly, đo thân nhiệt, vệ sinh phòng dịch thật tốt. Nếu thấy dấu hiệu bất thường thì liên hệ với cơ quan y tế để được xét nghiệm Real time PCR. Virus Vũ Hán đã làm lộ sự ảo tưởng và láo khuyết của Cộng sản Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn thân mến, việc đưa người vượt biên trái phép là con ngựa thành choi để giúp cho người Trung Quốc vượt biên vào Việt Nam một cách ồ ạt rồi lén lút đưa họ đến thành phố Đà Nẵng và các nơi khác những người Trung Quốc đó có thể gồm tội phạm hình sự, buôn ma túy, cờ bạc, rủi ro về an ninh và dịch bệnh. Một số đường dây người Việt còn ngang nhiên quảng cáo dịch vụ bao biên. Một lỗ hổng khác là các đặc khu kinh tế theo tuổi trẻ 26 tháng 11 năm 2019, Quốc hội đã thông qua luật xuất nhập cảnh sửa đổi cho phép người nước ngoài được miễn thị thực nhập cảnh vào các khu kinh tế đặc biệt và thời hạn tạm trú là 30 ngày. Luật này được thông qua vào ngày 25 tháng 11 năm 2019 với 404 đại biểu tán thành, tương đương với 83,64% có hiệu lực từ 1 tháng 7 năm 2020. Luật xuất nhập cảnh này sẽ mở rộng cho người nước ngoài được vào các khu đặc khu kinh tế ven biển do chính phủ quyết định. Thủ tướng KLMV Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 về việc miễn thị thực nhập cảnh cho người nước ngoài. Được vào khu vực kinh tế ven biển như Vân Đồn, Quảng Ninh, Phú Quốc và Kiên Giang và người nước ngoài này chỉ là Trung Quốc. Theo các chuyên gia phân tích, việc miễn thị thực đã tạo điều kiện cho Vân Đồn, Phú Quốc trên thực tế trở thành đặc khu của người Trung Quốc vào mà không cần thông qua luật đặc khu, Nói cách khác, quy định mới về miễn thị thực tạo thuận lợi cho người Trung Quốc được tự do ra vào Vân Đồn và Phú Quốc mà không cần phải xin thị thực. Dư luận cho rằng các nhóm lợi ích cuối cùng đã đạt được mục đích của họ dù phương hại đến lợi ích của quốc gia. Nhiều người Trung Quốc đến Vân Đồn không chỉ dừng lại ở đó mà họ còn di chuyển đến các nơi khác của Việt Nam như Đà Nẵng, trong khi kiểm soát đường biên giới hai bên rất khó khăn thì kiểm soát ranh giới giữa các khu kinh tế biển thì còn khó hơn rất nhiều. Với dân số 97 triệu người liền kề với Trung Quốc, Việt Nam đã kiểm soát được đại dịch virus Vũ Hán. Trong hơn 3 tháng đến gần cuối tháng 7, Việt Nam không có ca lây nhiễm mới trong cộng đồng và trong số 450 ca lây nhiễm ở Việt Nam không có ca nào bị chết. Nhưng thành tích đầy ấn tượng đó đã kết thúc ngày 25 tháng 7 khi có ca lây nhiễm mới. Đến ngày 2 tháng 8 đã có 142 ca lây nhiễm mới và có 3 căn bị chết trong tổng số 586 ca lây nhiễm tại Việt Nam. Theo ông Nguyễn Thành Long, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế có khoảng 1,4 triệu du khách đã đến Đà Nẵng trong vòng 1 tháng từ ngày 1 đến ngày 29 tháng 7 năm 2020. Đại dịch virus Vũ Hán bùng phát ở Đà Nẵng đã được xác định là virus chủng thứ 6 từ ngoài xâm nhập vào, xuất hiện lần đầu tiên ở Việt Nam từ đầu tháng 7 năm 2020 và đang lan nhanh ra cả nước gồm Hà Nội, Sài Gòn và các tỉnh khác kể cả Tây Nguyên. Ông Long nhấn mạnh rằng đại dịch lần này tốc độ lây nhiễm cao hơn lần trước, đó là lý do cho khiến cho Bộ Y tế đã hành động quyết liệt như vậy. Sau khi phát hiện ổ dịch bùng phát tại Đà Nẵng, Bộ Y tế đã cử 3 đoàn cán bộ tinh nhuệ có nhiều kinh nghiệm chuyên môn về lĩnh vực xét nghiệm, truy vết, điều tra dịch tễ, truyền nhiễm và điều trị do một thứ trưởng đứng đầu để tăng cường cho Đà Nẵng. Đây là một quyết định ứng phó chưa từng có tiền lệ. Thưa quý vị và các bạn, theo truyền thống, nhiều người Việt tin rằng tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn. Cuối tháng 7 dương lịch đã có nhiều chỉ dấu và báo hiệu điểm không lành cho cuối năm. Sau thành công ban đầu đến cuối tháng 7, nay Việt Nam lại phải bắt đầu lại chống dịch như chống giặc. Nhưng vì sao dịch vì sao thì dịch lại bùng phát ở Đà Nẵng và tại sao lại là tháng 7? Đà Nẵng không chỉ là thành phố lớn nhất của miền Trung mà còn là một trung tâm hành chính của miền Trung. Các Địa bàn chiến lược được các nước lớn như Mỹ, Nga, Trung Quốc chú ý. Năm 1965 Mỹ đổ quân vào Đà Nẵng để bắt đầu cuộc chiến tranh Việt Nam. Năm 2018 tàu sân bay USS Kinvinson cập bến Đà Nẵng không chỉ là hình ảnh tượng trưng mà còn là ý nghĩa chiến lược của Hoa Kỳ. Để chống dịch như chống giặc Việt Nam đã có cả khả năng vượt trội để truy tìm checking người lây nhiễm và cách ly quarantine nhưng vẫn ẩn tàng nhiều nguy cơ khó lường, đặc biệt là từ Trung Quốc. Sau thành công ban đầu khi Việt Nam kiểm soát được đại dịch virus Vũ Hán lần đầu tiên thì nay lại ở thế thập diện mai phục như trong phim Kiếm Hiệp của Trung Quốc. Trong khi đại dịch đang hoành hành khắp thế giới mà chưa có vaccine và thuốc đặc trị, Việt Nam đối diện với nhiều rủi ro nếu để cho dịch bùng phát sớm và lan ra khắp cả nước. Tuy Việt Nam sản xuất và xuất khẩu được các thiết bị phòng dịch như khẩu trang, quần áo bảo hộ, máy trợ thở nhưng vẫn phải nhập các kit xét nghiệm RT-PCR với số lượng hạn chế. Tuy có nhiều tiến bộ nhưng tỷ lệ xét nghiệm ở Việt Nam còn thấp 430.000, trên 79 triệu người dân. Với đường biên giới rất dài, 5.000 km, Việt Nam không đủ các chốt biên phòng để phòng dịch tại các cửa khẩu. Bộ Tư lệnh Biên phòng cho biết từ 1 tháng 6 đến nay đã bắt giữ 4.360 người Việt biên trái phép, nhưng đó chỉ là phần nổi của tảng băng chim vì hàng ngàn người Trung Quốc đã được các đường dây tội phạm của Việt Nam dẫn qua biên giới trái phép vào Việt Nam. Việc đưa người vượt biên trái phép là con ngựa thành tròi để giúp cho người Trung Quốc vượt biên vào Việt Nam, rồi lén lút đưa họ vào Đà Nẵng và các nơi khác. Những người Trung Quốc đó có thể gồm có tội phạm hình sự, buồn ma túy, cờ bạc, rủi ro đến an ninh và dịch bệnh. Một số đường dây người Việt còn ngang nhiên quảng cáo dịch vụ bao biên. Một lỗ hổng khác là các đặc khu kinh tế theo tuổi trẻ 26 tháng 11 năm 2019, Quốc hội đã thông qua luật xuất nhập cảnh sửa đổi cho phép người nước ngoài được miễn thị thực nhập cảnh vào các khu kinh tế đặc biệt với thời hạn tạm trú 30 ngày. Luật này được thông qua ngày 25 tháng 11 với 404 đại biểu tán thành tương đương với 83,64%, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2020. Loạt xuất nhập cảnh này sẽ mở rộng cho người nước ngoài được vào các khu vực kinh tế ven biển do chính phủ quyết định. Ngày 25 tháng 11 năm 2019, CLMV Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 về việc miễn thị thực nhập cảnh cho người nước ngoài Trung Quốc được ra vào các khu kinh tế ven biển Phú Quốc, Kiên Giang và một số nơi khác ở Việt Nam. Theo các chuyên gia phân tích, việc miễn thị thực đã tạo điều kiện cho Vân Đồn, Phú Quốc trên thực tế trở thành đặc khu của người Tàu vào mà không cần thông qua luật đặc khu. Nói cách khác, quy định mới về việc miễn thị thực tạo thuận lợi cho người Trung Quốc được tự do ra vào các khu kinh tế ven biển mà không cần phải xin thị thực. Và một tương lai không xa thì rất nhiều những con lai của tàu Việt sẽ sinh ra ở Việt Nam, họ sẽ mang họ tàu dòng máu tàu và sau này đất nước Việt Nam sẽ cho không Trung Quốc mà không cần mất một viên đạn nào. Dư luận cho rằng nếu như nhóm lợi ích cuối cùng đã đạt được mục đích của họ, dù phương hại đến lợi ích quốc gia, nhiều người Trung Quốc không chỉ đến các khu kinh tế ven biển mà họ còn di chuyển đến các nơi khác ở Việt Nam như Đà Nẵng. Trong khi kiểm soát đường biên giới hai nước rất khó khăn, thì kiểm soát danh giới các khu kinh tế biển còn khó khăn hơn rất nhiều. Vào cuối tháng 7, khi đại dịch virus Vũ Hán bùng phát tại Đà Nẵng và lan rộng ra cả nước là lúc người Trung Quốc xuất hiện tại Đà Nẵng và các nơi khác, trong khi hàng vạn khách du lịch nội địa đổ về Đà Nẵng du lịch với giá rẻ. Gần đây, Bộ Quốc phòng đã cảnh báo rằng nhiều người Trung Quốc đã chiếm nhiều khu đất nhạy cảm ở Đà Nẵng và các nơi khác, có cả ở vùng Tây Nguyên. Đó là hiểm họa đúp về an ninh, dịch bệnh và người Việt phải đề phòng cảnh giác. Hiện nay địa ốc đang đóng băng nhưng các nơi đắc địa ở Việt Nam thì giá đất vẫn tăng một cách chóng mặt. Chỉ một mình người Trung Quốc thu gom những khu đất này, còn người Việt Nam thì chỉ chống mắt lên nhìn mà thôi. Dịch vụ dịch bệnh bùng phát tại Đà Nẵng vào tuần cuối tháng 7 lúc Việt Nam chuẩn bị nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế và đúng lúc du lịch nội địa đang tăng mạnh vì đang là mùa hè. Này Đà Nẵng buộc phải thực hiện giãn cách xã hội trên toàn thành phố từ 0 giờ ngày 28 tháng 7 và phải dừng tất cả các tổ chức lễ hội. Tuyệt vời Đà Nẵng 2020 dự kiến sẽ diễn ra ngày 23 ngày 31 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8. Nói cách khác, chủ quan mở cửa du lịch quá sớm là một sai lầm mà sớm muộn sẽ phải trả một cái giá cực kỳ đắt. Theo thống kê trong tổng số 12.000 người Việt Nam nhập cảnh từ các nước vùng có dịch để được cách ly theo dõi sức khỏe thì 232 người cách ly tại bệnh viện, có 10.900 người cách ly tập trung tại một số cơ sở của nhà nước và 800 người cách ly tại nơi của họ. Trong khi chính phủ cố gắng đón người về thì các đường dây ngầm đưa người Trung Quốc vượt biên ào ạt vào Việt Nam gây ra những tai họa khó lường cho đất nước về an ninh và dịch bệnh. Trong khi đó thì miễn visa cho người Trung Quốc tại các tỉnh ven biển thì bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 và đó cũng là một con đường mở cửa cho virus Vũ Hán tràn vào Việt Nam. Với hàng ngàn người Trung Quốc gần đây bị phát hiện đang cư trú bất hợp pháp tại Việt Nam, dư luận đang bức xúc yêu cầu chính phủ phải mở chiến dịch truy kết để nghiêm trị người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Trước khi trục xuất họ về nước theo thỏa thuận dẫn độ, cần phải xử thật nặng để răn đe những người Việt nào nối giáo cho rằng. Thưa quý vị và các bạn, với việc mà quản lý hộ khẩu, hộ tịch cũng như tạm trú, tạm vắng, thì Việt Nam khó có thể để cho một con ruồi hay con muỗi có thể chui qua được. Vậy mà tại sao có hàng ngàn người Trung Quốc nhập cảnh trái phép và đang lưu trú bất hợp pháp tại Việt Nam nhưng tại sao Bộ Công an không phát hiện ra. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết ngày 25 tháng 7 nếu căn cứ vào các vụ việc mà Công an Đà Nẵng, Quảng Nam đã phát hiện và xử lý thì tình hình quản lý nhập cảnh còn lòng lẹo Tuy chưa xác định được nguồn lây nhiễm đối với các bệnh nhân dương tính virus Vũ Hán ở Đà Nẵng, nhưng khoảng trống về quản lý đối với người nhập cảnh trái phép là một lỗ hổng an ninh rất nguy hiểm mà nay mất bò mới lo làm chuồng. Thưa quý vị và các bạn báo chí đang tràn ngập hình ảnh đầy xúc động về những người đang ở tuyến đầu chống dịch, hình ảnh nhiều nhân viên y tế cắt mái tóc dài của mình hay nằm ngủ ngay trên sàn nhà được xem là sự hy sinh vì thứ gì đó lớn lao hơn chuyện cá nhân rất nhiều. Hoặc hình ảnh được chụp từ sau lưng dàn thiên thần áo trắng đang ung dung sải bước trên hành hành lang bệnh viện với hàm ý tôn vinh những người hùng anh dũng sung trận, quyết một trận sống mãi với kẻ thù giấu mặt. Đành rằng chia sẻ những khó khăn của lực lượng tuyến đầu thì cũng rất tốt và giúp cho công chúng thấy được những gì đang ở bên trong tâm dịch. Nhưng báo chí cũng nên bớt lấy nước mắt của độc giả của mình lại, thay vào đó họ nên thử đặt dấu hỏi về chất lượng của hệ thống y tế hay chất lượng của vai trò của chính quyền trong đợt đại dịch virus Vũ Hán lần thứ hai này thì đúng với chức năng của mình hơn. Vì ngay cả đội ngũ y bác sĩ quan trọng nhất ở tuyến đầu chống dịch và phải nằm co do trên tấm cá tông. Phải nhắn tin cho các mạnh thường quân bên ngoài để xin từng vật dụng nhỏ như tấm nệm, cây lò nhà hay chai nước thì công chúng càng có lý do để mà lo lắng cho hiệu quả của đợt chống đại dịch này. Chưa kể có hàng ngàn tờ báo mà không ai thử đặt câu hỏi rằng việc dồn hết nguồn lực của nhà nước và xã hội vào cuộc chiến chống virus Vũ Hán liệu có công bằng với bệnh nhân và những bệnh lý khác mà lúc bình thường họ đã chịu đựng sự quá tải của hệ thống y tế. Khi hai ba bệnh nhân phải chia nhau một cái giường cá nhân cực nhỏ trong căn phòng đầy oi bức giờ họ lại tự dưng mất đi một phần sự hỗ trợ y tế nên đương nhiên sẽ phải đối diện với nhiều rủi ro hơn. Thưa quý vị và các bạn, nhiều người sẽ cho rằng bệnh nhân nhiễm virus Vũ Hán là bệnh lây nhiễm đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu lại chưa có vaccine điều trị nên cần phải được ưu tiên hơn nếu vậy, chúng ta sẽ phải đối mặt với câu hỏi mang tính triết học và đạo đức kiểu như tình huống giả định kinh điển của giáo sư M. Sandor rằng chẳng lẽ thân thể của bệnh nhân mắc ung thư, tím mạch hay suy thận thì không đáng được chăm sóc bằng bệnh nhân mắc virus phụ hán hay sao? Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình của chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi